Để cho anh ta đi trước đi. Ta lên, ta lên, ta đi trước. Một to nè, mấy người anh? Một to mấy người á? To 6 người hả? 12 đi 2 hả? Dạ, chia làm 2. Chia làm 2 đi. Có 10 người á? Ừ. Có 6 người mới tối. Có 10 người á. Lên lên luôn đi. Nè, cỡ này nè. Chín người đi. Cái cục chồng này kéo vô. Chính là hoa vô nữa hả?
tổng to luôn không? Tổng to à, tổng cũng như là tổng chơi hết đó, bao gồm á. À, full combo. Ồ. Rồi bắt đầu, quay vòng xoay. Là qua đây cái làm hit này hả? Đây là hit này. Té này hả? Đây nè. Chuẩn bị xuất phát nè, đó. Đưa xuất phát. Nó đi theo bả, có nó đi theo bả, đi nó đi cái đi cái bụ nó cái gì đó lạ nó dẫn nó vậy đi mỗi ngày đi nè đâu nhiên tao nó đâu nhỏ cái hàm hố nó ở lại lại về chứ đi cái nó lại nó đi với thằng Bi nó đi với hàm hố thấy ta đi đi theo nè cái lần này mình dòm trước mình coi đi tới đâu ra xem bọn đọc tiếng Anh gì gió nha có tiếng xong hả đọc tiếng Anh gì tiếng đọc tiếng Anh gì tiếng Pháp vậy ở trên này ta lỡ dưới cái nhà trời có dưới bà lộ nha cái này mình đi qua đây đó chạy đi đó nè đây là lên khu trò chơi nó kèo mình lên trên cái tàu cao đài cái này nó đưa xe lên luôn nè tàu qua đây nè cái 9 độ C nhưng mà trên đây nó chạy xe được rồi chỉ có thể tiếp nè nha dự báo thời tiết khu vực Đà Nẵng nữa mà nè thời tiết hiện tại bây giờ chỉ còn có 9 độ C xin lỗi quay khu du lịch nha không vui chơi cái xe nó làm xe nó làm công trình gì đó kìa đủ xe đây chuẩn bị làm cái xe bay bye bye đi các bạn ơi bye 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 bao thì mà lên xe này được hay thiệt đó ra mà quá nó dẫn theo sườn núi nè anh ơi nó có cái đường lộ nè nó dẫn theo sườn núi nó mới lên được rồi đó đi có cái đường lộ kìa nha, ba cái đầu đang mình nhìn nha. Ờ bên kia em nhìn qua thì em thấy cái chùa đó nhưng mà quên lắm nha. Cứ đứng lại. Đó. Anh Minh, bà chị qua thấy con mập đó rồi. Cái xe bằng này nó phải là đơn giản. Quá tòa là cung điện nguyên nga. Trời đất ơi. Đường gãy xe lửa. Ờ cái đó vậy được. Mình đi đó. Đó xe kìa. Đó đi đúng rồi, mình được đi đó được kìa. Đi đó nè. Trời mà. Đi má. Không thể chết. Ôi cũng kệ nó xây công trình kìa. Trời chọn gói mà chết đi không chứ gì em. Đi với cô chết luôn à. Ê, chứ không đi xe nó vừa cái gì chứ đi tiếp được. À chứ sao đi được. Rồi sao chứ đi chỗ khác được. Để cứ đi xe lửa vậy đó. Rồi tới chạm đi chạm.
Thank you.